cái gì nữa ở trên map mà để đặt spoil. Đấy, lại quay, trời ơi. Chết mất. Đỉnh quá. Vấn đề đường truyền mạng khi mà xem Twitch ở Việt Nam mình thì nói chung là giống nhau rồi, được giống nhau từ lúc nào cũng cũng như nhau cả, mình chẳng bao giờ mình thấy nó khá hơn cả. Lậu giật phát đến mệt đấy, vừa nói xong lại quay rồi. Quay này các bạn xem các bạn cũng thấy mệt chứ đừng nói của mình cát nữa. Lâu lâu lại bảo trì cáp quang, lâu lâu đứt cáp quang. Thế nào một lần. Giờ Protoss đã Nexus First Fan rồi, anh ấy đã đặt một fork ở phía bên ngoài để tiến hành win mỏ của mình. Bây giờ còn Overlord sắp sửa sang nơi, sắp sửa nhìn thấy mỏ của Protoss rồi. Vâng, vài giây nữa thôi. Rồi. Đây, bây giờ đã nhìn thấy mỏ của... Ô kìa. Không nhìn thấy à? Ô kìa. Chấm nữa thôi các bạn. Một chấm nữa là đã nhìn thấy rồi. Anh ấy đang nói về một cái di tích cổ ạ. Di tích cổ của Starcraft 2. Có từ thời loài... loài hình như Senaga sao ấy. Tộc người đã tạo ra tới cái chủng tộc cha đẻ từ thời cổ đại, tạo ra Protoss và tạo ra chủng tộc Zerg. Tuy nhiên là sau đó thì cái chủng tộc đấy thì biến mất, không một lời giải thích và cũng chả để lại cho hai chủng tộc con cháu một cái thông tin gì cả. Thế là cuối cùng các anh Zeathun với cả Jim Reno với cả Kagan lại phải đi ngồi search lại, tìm hiểu lại thông tin. Nó lại cái gì cơ? Để hiểu bạn ấy đang nói cái gì. Mình chưa hiểu là nghe là nói cái gì. Lịch sử á? Lịch sử thì mình cũng không nắm rõ lắm đâu. Mình chỉ hiểu mang máng, tức là cái cốt truyện ấy. Lịch sử tức là chủng tộc... Terran thì không nói rồi, Terran là dạng con người rồi thì không nói rồi. Chúng ta quá biết lịch sử của mình rồi. Tuy nhiên là chủng tộc Protoss và chủng tộc Zerg thì nó lại có lịch sử song hành với nhau. Protoss và Zerg thì đều được tạo ra từ chủng tộc người Senaga. Đây là cái người đã tạo ra cái những cái di tích cổ đấy, như cái map de Antarim Stronghold này, nó chỉ là một trong, hình như nó là cái hành tinh Antrim của chủng tộc Senaga ngày xưa, cái di tích cổ của ngày xưa. Người chủng tộc Senaga muốn tạo ra một cái những cái chủng tộc tốt hơn cho mình, tức là tạo ra Protoss này, tạo ra Zerg. Tuy nhiên là Zerg là một dạng thất bại, một dạng chủng tộc thất bại của người Senaga. Họ không thể điều khiển được Zerg mà lại bị một con như tên là hình như Overmind phải, nó chiếm quyền kiểm soát toàn bộ loài Zerg, thế là nó quay lại nó thịt luôn cả như người Senaga đó ấy. Tuy nhiên cái đấy thì chỉ như kiểu là nghe nói đến thôi, các nhân vật chính thì hình như chỉ là kiểu nghe loáng thoáng cốt truyện như vậy thôi, chứ họ cũng không chắc được, họ vẫn đang phải đi tìm hiểu về lịch sử giống nòi của mình. Như kiểu là Zeathun thì suốt ngày lang thang khắp các hành tinh để đi tìm hiểu về những cái di tích cổ về của người Senaga, tìm hiểu lý do tại sao người Senaga biến mất này, rồi tại sao lại tạo ra Zerg, tại sao lại tạo ra Protoss. Mặc dù là Protoss cũng được tạo ra từ Senaga, nhưng mà Protoss lại là loài có sở hữu được cái trí thông minh và họ cũng khá là ưa chuộng hòa bình, chứ không như là loài Zerg thì rất là hung hãn. Rớt thì lại bị một con là con Overmind nó kiểm soát từ thời đấy giờ.
Sau đó thì nghe loáng thoáng bảo là lúc mà Overmind chết thì truyền lại một vài thông tin cho Kagan thì bảo là như thế. Bảo là Zerg cũng đang muốn cứu nhân loại. Protoss thì nghĩ rằng là Zerg thì đang đi giết toàn bộ nhân loại. Cho nên là Protoss cũng quay ra chống Zerg. Terran thì nó đi chống tất cả mọi thằng còn lại. Terran là kiểu tham lam mà, nó muốn chống trị tất cả nên là đi chống tất cả những loại còn lại. Nên là sinh ra trận chiến ba chủng tộc. Đấy, mình chỉ biết thông tin cơ bản thế thôi, mình cũng không đọc cốt truyện. Mình cũng chẳng chơi campaign nên mình cũng không biết cụ thể nó như nào. Quay về là trở lại với cả trận đấu cuối. Hiện nay thì chúng ta ở trên Final Match, ở trên map Antrim Stronghold. Nên chúng ta biết là các map này rất khó chịu trong việc là tấn công khi mà đối phương hai mỏ. Cho nên là chúng ta là các game thủ thì thường chỉ đến khi nào mà có ba mỏ mới bắt đầu là lao ra tấn công lẫn nhau. Ba mỏ thì phải là ba mỏ của Protoss đấy. Protoss bây giờ đặt xuống mỏ thứ ba rồi. Thì đang đưa Phoenix, 5 con Phoenix đi scout xung quanh mỏ của Zerg xem đối phương lên cái gì. Sau đó chuẩn bị lên để counter lại. Hiện nay thì nhà Rogue Raven đang nâng cấp di chuyển ngầm ở dưới đất. Ở dưới đất cho Rogue đấy. Và còn Hatchery đang nâng cấp độn thổ cho quân đội của Zerg. Protoss thì đang lên Colo, đang lên Voirai. Colo và Voirai thì đều là những unit có thể là counter được Hydra. Đặc biệt là Rot nữa. Voirai xử lý Rot gọi là thiên địch của Rot, tại vì là Rot thì không có khả năng tấn công trên không, trong khi đó thì dam của con Voirai lại rất là to. Hiện nay Protoss đã phát hiện ra một con Overseer của đối phương rồi. Protoss đang ăn mỏ 3, trong khi đó đối phương đang bắt đầu push quân lên rồi. Anh ấy đang đưa Rot đang đưa khá nhiều. Rot đang ở vị trí đây. Vâng, đã độn thổ rồi. Bây giờ chỉ có chờ không được rồi, một observer đã phát hiện rồi. Một observer đã phát hiện ra Rot đang di chuyển ở đây rồi. Vâng, một Phoenix đã quay ra nhấc mấy con Rot lên rồi. Một con Rot lên rồi. Bây giờ thì Protoss của ta đang chuẩn bị phải phòng ngự ở phía trong nhà rồi. Vâng, observer đã có mặt rồi. Vâng, không phải observer mà Canon đã giúp cho Protoss phát hiện ra đạo quân Rot đang di chuyển ở phía dưới này. Vâng, đã trôi rồi. Tuy nhiên chỉ còn có 5 con Rot vào được đến bên trong mà thôi. Protoss của ta sẽ dễ dàng để phòng ngự được những cái pha tấn công như này đấy ạ. Anh ấy đã nhấc một con lên rồi. Bây giờ vẫn còn 4 con Rot nữa. Tuy nhiên là pha tấn công tiếp theo, Rot đang được đưa lên chuẩn bị tấn công ở vị trí mỏ thứ 3 của Zerg ạ. À, của Protoss. Có tấn công vào à? Không, anh không tấn công vào mỏ 3, anh đưa thẳng vào vị trí bên trong bên bay luôn. Và thêm một Rot nữa, một tiểu đội Rot nữa lại đi ra vị trí mỏ thứ 3 của Protoss, một pha tấn công gọi là ba hướng luôn. Ba hướng tấn công như này, Protoss chúng ta sẽ phòng ngự nào đây? Voirai, Phoenix tập trung ở vị trí mỏ 3. Main bay thì không có gì phòng ngự cả. Anh ấy đã phải warp ra thêm Zilot để phòng ngự ở vị trí main bay rồi. Mỏ 3 này thì vẫn đang bị harass thế này, rất khó chịu thưa bạn. Vâng. Colo quét nhưng mà rất tiếc là Rot thì lại không sợ Colo một tí nào cả. Voirai vẫn còn 2 con Voirai ở đây. Vâng, Voirai vẫn xì Rot. Vâng, tiếp tục thêm Rot đang được đẩy lên cho Roro của chúng ta. Vâng, xong không ổn rồi, mỏ này tôi sôi sợ chắc là sẽ bung mỏ rồi. Không có Immortal, không có nhiều Voirai thì không thể nào giành chiến thắng trước tiểu đội, trước Mad Rot này. Cho Mad Rot này rất khó chịu thưa bạn. Giờ thì vâng, Rot vẫn chui về được phía bên trong bên bay. 6 con Rot ở phía trong rồi, 2 phóc phiêu rồi. Vâng, Rot bị kẹt lại rồi. Tuy nhiên bây giờ thì đến lượt Protoss đã bị kẹt lại bởi phóc phiêu của mình. Hiện nay thì Rot tiếp tục đẩy lên để vị trí mỏ thứ 3 của Protoss. Vâng, đang bắt đầu ngồi phá rồi. Vâng, bắt đầu phá phách ở đây rồi. Voirai đang được đưa ra ngoài để có thể phòng ngự cho mỏ 3. Đây thì mỏ 2 đang bị tấn công bởi Rot. Đã có mấy con đã lẻn được vào bên trong rồi. Hiện nay Rot đang bắt đầu phá. Vâng, đã phá xong cái can đông rồi. Bây giờ tiếp tục thêm Rot. Vâng, lại di chuyển vào phía bên trong nữa. Protoss ta đang phòng ngự hết sức là chật vật thưa bạn. Anh ấy cần có thêm observer ở cả 3 mỏ, sau cần có thêm Immortal chứ không phải là Voirai. Ôi không được rồi, con Colo đang bị tấn công rồi. Xong rồi, mất Colo rồi. Vâng. Thực ra thời điểm này có Colo cũng chả giải quyết được gì cả. Anh ấy cần phải có Immortal ngay bây giờ, cần phải có Immortal ngay bây giờ. Colo không phải là câu trả lời cho Rot thưa bạn. Colo không hề xử lý Rot nhanh được. Colo không hề gây ra được sức ép cho Rot một chút nào cả. Voirai, Immortal là hai unit quan trọng trong thời điểm này. Voirai thì không sợ bị target rồi, nhưng mà chúng ta cần phải biết là anh ấy cần phải có thêm Immortal nữa. Vâng, con Colo đứng đây làm gì đây? Mất con Colo rồi. Immortal có được wow không đây? Đây. Ui dồi, lại Colo nữa thưa bạn. Vâng, quả này quá khó rồi. Anh Start, anh ấy đang làm gì đây? Tôi không biết nữa. Tiếp tục lên Colo thời điểm này không để làm gì cả, chỉ tốn tiền mà thôi. Mất thời gian trong việc phòng ngự này cực kỳ nguy hiểm.
Rốt liên tục gây ra sức ép khiến cho Potos của chúng ta cũng chật vật trong việc việc phòng ngự. Vâng, GG rồi. Như vậy Roro giành được điểm đầu tiên trong trận Final Match lần này.